Chị đâu đánh khơi mà, đâu có đánh trong bờ đâu. Nhảy xuống đó thì mình đâu có nghĩ tới vụ mà lỡ đường nào ở trên cũng chết, dưới cũng chết. Nhảy dưới thì lỡ dạ nó hên thì mình được cứu. Còn mình không biết không hên thì trên đó mình cũng phải chết thôi. Mà muốn đi ghe là phải tìm hiểu cho rõ ràng hả đi. Chứ mà đi, mình lỡ mình đi một cái là mình khổ lắm. Vợ con ở nhà không có tiền, rồi mình đi mình bị lừa nữa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sau chuỗi hành trình những ngày đi Indonesia để cùng với lại các anh ngư dân là những tù nhân bị cáo buộc gần đánh bắt trái phép trên vùng biển của họ, và sau đó thì được về nước, sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam cũng như tất cả mọi người cùng chung tay với nhau, thì hôm nay Bùi Hồ lại thăm lại hoàn cảnh của anh Kiên và chị Kim, hai vợ chồng người Khmer. Cũng vì không có lao động việc làm nên những tên cò lừa này phải lợi dụng họ và đi biển, sau đó ăn những cái đồng tiền xương máu, và thậm chí những người mà đi biển thì bạn thuyền lại không quen với nhau, bị áp bức lao động khổ sai trên biển, và thậm chí là xảy ra những chuyện ẩu đả có thể là tước đi cả mạng sống. Và câu chuyện đó là một cái câu chuyện có thật ngoài thực tế, và hôm nay thì để nghe anh Kiên và chị Kim kể rõ cái câu chuyện về tình trạng cò lừa đi biển và cũng như những ngày áp bức lao động khổ sai trên biển là như thế nào. Mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong để nghe lại, kể lại cái câu chuyện. Cái ghe của người đó giới thiệu đi ghe á, xuống người cò nó dắt xuống ghe á, rồi mình đâu biết ghe đã đeo lưu chưa, đó chưa biết đi nữa, xuống dưới rồi cái đồ của nó kêu mình đem đồ cho nó xài, mà mình không đem mình nó kiếm chuyện, nó quánh mình. Bữa nào lấy nó không lấy cái đồ nó quánh, quánh mới nhảy xong nhảy biển. Trước đó thì anh làm công việc gì? Làm hồ trên bờ. Lúc đó là kẹt quá. Làm không đủ á, không đủ chi tiêu á. Không đủ chi tiêu á. Như mình muốn đi là mình có cái số vốn để mình lên bờ mình làm công việc khác. Mình không có đi làm thuê làm mướn nữa. Rồi đi xuống thì gặp cò. Anh đi là anh có quen biết gì ở dưới đó? Đi là do chị, là chị quen cái anh ở bên thứ ba bên ăn đi nè. Là ảnh nói là ảnh có một quen một người là đi ghe. Rồi xong rồi mới điện thoại cho cái cô đó. Cô nói là kêu chồng xuống đi, rồi cho ứng là 25 triệu. Rồi tới chừng dắt xuống rồi cô ứng cho ứng có 20 triệu. Rồi cô ăn hết 5 triệu, nhưng mà cô ăn cò riêng 1 triệu nữa. Rồi đi xuống cô trừ tiền xe là 2,5 triệu nữa, là còn lại được có 15 triệu mấy trăm. Và theo cái hợp đồng thì anh sẽ đi biển như thế nào? Đi biển là 2,5 tháng. 2 tháng lẻ. 2 tháng lẻ đó. Ăn phân chia. Rồi đi xuống anh bị quánh đi đó, rồi anh nhảy xuống biển rồi về. Vì sao bị đánh ta? Đi ghê lấy đồ nó xài không lấy kiếm chuyện. Mấy người đó kêu chồng lấy đồ của mình cho người ta xài, rồi không lấy cái người ta chửi, người ta kiếm chuyện hàng ngày luôn. Lấy đồ của cho mình cho người ta xài, cụ thể là cái gì em cũng chưa? Như là lấy mì, thuốc hút. À, lấy đồ ăn. Đồ dùng của mình đó. Mình không chịu lấy. Anh đi xuống với anh kia, người nào cũng có xã hội vậy á. Rồi nó là đồ đi vô dùng mì xà bông của mình á, đồ dùng cá nhân á, là không có chứ, mà nó đồ nó không lấy, nó kêu mình lấy đồ của mình cho nó, mình không lấy nó ra nó gây nó kiếm chuyện. Như người ta thì đông người, còn chồng em thì đi mình nên xuống ghe à, có mình nên à, lấy thì nó quánh thì nó lấy cái gì vậy, nó đập xuống cái giò đó, miếng nhắn lửa, cái cục sắt gì đó, cục sắt miếng nhắn lửa, nó miếng quánh lửa cho cái mắt cá. Vậy là đi xuống dưới được mấy ngày hay bao lâu là bị? Chỉ đường tháng, mười mấy ngày. Đường tháng đâu, mười mấy ngày. Vậy thì anh, cái trận đòn như thế nào? Bao nhiêu người đánh anh? Bao người với dương phe đó không? Nó đánh thì đâu biết đếm được đâu. Mình đâu biết được đâu mà đếm. Bởi đi ghe thì... Mẹ giữ chân cái mẹ. Lúc đầu đi thì cũng dự định là mình sẽ bị ăn hiếp. Tại vì mình đi có một mình, ai người ta đi cũng 4-5 người hết trơn á. Có nguyên biệt là chồng em là đi một mình. Nhưng mà mình đi làm mà mình phải cố gắng thôi, chứ không lẽ mình ở nhà hoài gì đâu, có tiền bạc ăn uống đâu. Trời, anh có thể chia sẻ là giây phút mà anh nhảy xuống biển, lúc đó anh suy nghĩ như thế nào mà anh nhảy á? Và bị nó có xa bờ lắm không? Thì đâu có đánh khơi mà, đâu có đánh trong bờ đâu. Nhảy xuống đó thì mình đâu có nghĩ tới vụ mà lỡ đường nào ở trên cũng chết, dưới cũng chết. Nhảy dưới thì lỡ dạ nó hên thì mình được cứu.
Còn mình hầm miếng không hên, trên trên đó mình cũng phải chết thôi. Đường nào mình cũng bốc bụi, cũng phải nhảy. Tới đâu hay tới đó. Lúc đó có vết thương gì không anh? Thì nó quánh anh rồi, nó mới nhảy, nhảy chưa ra máu đâu, chỉ gãy nó mới ra máu. Mới được mới quánh là đâu ra máu đâu. Nhảy rồi. Ừ, nhảy chút xíu mới ra máu. Vậy thì ở từ ở ngoài biển á, ngồi khơi xa mà anh làm sao anh đào tẩu anh vào trong đất liền được? Ghe đi tàu buông á, thấy nó vớt tàu buông ngoài ghe ngoài biển ngoài á, thấy rồi đó rồi nó vớt anh lên. Làm sao để anh phát tín hiệu hay là như thế nào? Thấy cái bọc á, vậy nó có cái bọc mà. Bọc với cục phao á, phao cào á, phao cào với bọc á. Từ khi mà anh ở trên cái thuyền trên ghe anh nhảy xuống thì không mất bao lâu thì người ta có thể phát hiện anh ra để cứu anh? Cứ lên cũng quên không nhớ. Để lúc mình tỉnh dậy là đâu biết nhiêu đâu. Lúc nhảy xuống mình đâu có can rồi giờ dắt đâu mà biết. Thì nhảy lên tỉnh dậy kìa rồi mình lên trên chiếc tàu rồi. À, có nghĩa là hồi anh nhắc đi rồi. Biết ôm cái phao thôi. Thì tỉnh dậy là trên chiếc tàu người ta đó. Tàu đó là tàu Việt Nam hay là tàu? Tàu Việt Nam. Đến dùng Việt Nam mình. Tàu tải mình đó, ra tải cá. Rồi họ đưa vào bờ. Kê cho tiền về. Họ có kể lại cái việc phát hiện anh ra sao không? Có kể là nó nãy nhóc dân rồi chúng nhờ người cho ở đất rồi mới đi về tiện nó mới về. Ai kể ai ta cũng thương rồi ta cho người hai cái chăn đi đó. Rồi nằm ở đó hết 3 ngày khỏe rồi mới về đây. Má chị cũng có tiền đang có bầu hết. Lúc mà mua đồ sở hội là bao nhiêu tiền để mình đi lên ghe chị? Thì theo mình ghe mình muốn mua gì mua. Là tổng cộng mình lãnh được còn bao nhiêu tiền? Còn có 15 triệu mấy trăm là chừng hết. Nào không, 15 triệu mấy trăm là chưa trừ phí nha. Chứ có trừ sổ phí đó. Là trừ tiền cò, tiền xe này kia hết trơn á. Là tiền ở nhà cổ có lấy 1 triệu nữa đó. Là còn hơn tiền nhà trọ nữa. Là còn có 15 triệu mấy trăm là phí, là riêng phí là 3 triệu mấy nữa. Là phí đó không tới 3 triệu mấy. Là cổ ăn từng chút một luôn đó. Người cò đó. Dạ. Em nghe nói là mình còn thiếu nợ lúc đó. Dạ em chẳng rồi. Hôm chị bữa có anh kể lại cái giây phút đó cho bạn em. À, lúc đó là còn thiếu lại là 15 triệu mà điện hăm em hoài, nói nếu mà không trả tiền thì bắt con em đứa trừ tiền, không cái anh hồ xuống cho tiền em trả, em mừng á. Em chưa hiểu cái 15 triệu thiếu là sao. Như là chồng em đi chưa có đủ cái cuốc ghe của người ta, là người ta hợp đồng là 2 tháng rưỡi, nhưng mà chưa được nửa tháng, 1 tháng nữa là chồng em vô. Thành ra là còn thiếu lại cái số tiền đó đó. Là mình chưa có đi đủ cuốc cho người ta đó. Lý giải vậy dễ hiểu nè. Có nghĩa là theo quy định hợp đồng á, là anh phải đi đúng hơn 2 tháng mấy. Dạ đúng rồi. Thực hiện chuyến biển đó. Tuy nhiên thì anh lại bị người ta đánh, những người bạn thuyền đánh và anh đã bơi vào bờ. Thì chủ ghe họ bắt buộc phải đền cái hợp đồng. Không phải chủ ghe mà là cò. Anh cò. Cò môi giới đền là hợp đồng. Thì họ hù dọa với chị là như thế nào? Là nói là nếu mà không đưa tiền thì bắt một bé trừ tiền, là bán đi cam để lấy lại số tiền mà chồng em đi ghe. Ngày em mới sợ, em mới điện trên hồ, anh hồ xuống giúp em á. Liều lĩnh vậy hả? Cái đó chị không trình báo nếu mà trình báo thì xuống thì nói đốt nhà hoặc là giết hết nhà. Không có dám. Vậy thì cuối cùng là chị phải trả nợ cho người ta rồi. Bị đánh đập, bị cưỡng bức như vậy, đến bây giờ về lại đất liền vừa phải gánh khoản nợ rồi mang thương tật trong người. Hôm anh về tới nhà thì chị thấy bộ dạng anh như thế nào? Em, chị đi tới đó luôn mà, chị đi xe tới đó luôn đó. Tại vì con quen chuyến xe đi Bến Tre đó. Rồi mới nói người ta vậy, năn nỉ người ta đó. Rồi người ta mới cho đi không, lúc đó là không có tiền đi xe. Người ta cho có gian đi không, rồi đi tới đó thấy ảnh khờ khờ không biết gì chứ. Rồi xong thấy cái đầu máu me, rồi mà mặt mày bên đây tím hết trơn, mắt phục một bên. Rồi nằm 3 ngày mới về. Lúc đó tưởng đâu anh chết không. Ta điện lại nói chồng chị bị té biển gì chứ, người ta không nói bị quánh gì hết trơn. Rồi anh tỉnh vậy anh mới kể. Rồi còn người ta điện nói chồng chị trốn rồi đó nghe. Thật ra đâu có trốn, nó quánh gớt biển mà. Nói chồng em trốn, nó có chết. Không lẽ bây giờ quánh người đứng cho tao quánh cho chết, không nhảy. Giờ mình nhảy đi thì có khả năng sống hơn là ở trên đó. Đó, bà giữ rồi đó, bà.
Em nếu mà em không thiếu khoản nợ đó thì em không không điện anh Hồ xuống đâu. Khổ cỡ nào em cũng cam được. Lúc anh Hồ xuống là trong nhà em không còn một hột gạo nữa. Nấu cháo ăn luôn. Anh hỏi anh Hồ thử thiệt tình là em nói thiệt luôn. Ăn ốc mua vàng luôn. Anh Hồ xuống mà mua gạo cho em rất là mừng luôn. Cảm ơn anh Hồ. Mang ơn anh Hồ tới giờ nhớ mãi. Rất là khổ luôn. Con em mà đứa lớn đi học không có tiền đóng tiền trường nữa. Người em không có gì mặn hết. Cuộc sống nó bấp bênh quá. Ở đây không ai thuê cái gì hết trơn. Đi ra tới gạch sỏi phải có xe 20 mấy cây. Mình đi ra tới ngoài mới làm được. Không có xe đâu có đi được đâu. Mà trong mình không có 1.000 luôn. Anh Hồ xuống này em mới có cái nhà. Người trả được số nợ nữa. Em cảm ơn anh Hồ với em nhân chứng rất là nhiều. Cuộc sống em nhờ anh Hồ với nhân chứng mới bớt khổ, mới hết khổ. Nhưng thôi là không biết sao luôn. Bây giờ bệnh tình của anh như thế nào hả chị? Thì cũng uống thuốc nè. Khi nào mà trời nắng quá thì hay đi bậy bạ vậy. Đi bậy tầm bạ vậy đó. Rồi đi hồi cỡ chừng mấy tiếng đồng hồ có quậy về. Chầm khi thì có lần là muốn kiếm chuyện với em mà em đi kiếm đường khác em đi. Không ở nhà. Nhưng mình biết vậy đó. Bây giờ anh trở về như vậy mang thương tật trong người. Anh có hận những cái người bạn ghi đã từng tấn công anh không? Nhận mình cũng đâu làm được người ta. Nhận ngày giờ biết gì đâu mà. Anh cũng đâu làm được người ta. Nếu chẳng may bây giờ gặp lại chạm mặt nhau ngoài đời thì sao? Sao không nhớ mặt? Mới đi mấy bữa không nhớ. Em nghĩ rằng là cái việc mà họ mượn đồ dùng sinh hoạt cá nhân của anh á. Cái đó họ mượn là kêu lấy xài. Kêu lấy xài. Nhưng mà chắc có lẽ là anh cũng to tiếng với họ điều gì nên dẫn đến xung đột ghét như vậy chứ. Kêu mày lấy rồi nói đồ mày xài đi, đồ tao thôi mà sao mày xài đồ tao. Nói vậy thì nó kiếm cớ thôi có gì đâu mà. Rất là dễ tính. Mày không có biết xích mít với ai, không biết kêu chửi thề ai chứ. Ở xóm này ai cũng không có nhậu nhẹt, không có biết mà quậy quạng gì thôi. Nhưng vì sao lại mà đánh tàn nhẫn vậy ta? Mượn thì nó kêu là hai lần nó không lấy nó quạo nó ấy. Em nghe mấy người trước người ta đi nói là mấy anh nó đập đá, mà em không tin. Ta nói chồng chị đi ghe này coi chừng đi gặp mấy người đập đá đó nha. Mà chồng em thấy chơi đá luôn đó. Trước cái lần mà đánh anh mà nhảy xuống á, lúc trước đó đánh anh nhiều lần nữa không? Nhiều cái lần đó là anh nhảy xuống. Kia nó kêu lấy hoài mình không lấy, rồi nó chữ xiên, chữ sỏ. Rồi cũng nín từ lần sau nó kêu lấy mình không lấy á. Tóc lên nó kiếm chuyện. Rồi mình biết được nào ấy. Thằng nó này đó kia nó bốc lên nó quánh mình. Anh phải giúp đứa. Vậy là cái nơi anh xuất phát đi là ghê ở đâu? Bình Đại. Biển Bình Đại, Bình Tre. Không có. Chủ ghê họ biết cái chuyện đó. Chủ ghê biết luôn. Rồi chủ ghê có thăm hỏi hay có nói gì không? Chủ ghê kêu bỏ. Chủ ghê kêu chị bỏ đi. Kêu bỏ đi đừng có làm lớn chuyện. Nhưng họ phải có một phần thuốc men chứ. Không có cho một phần. Chị thấy vậy thôi, thấy người ta cũng có. Ở người ngoài người ta thương thương, người ta cũng cho tiền. Mình thì đi có hai vợ chồng, không muốn làm lớn chuyện. Mình sợ mình làm hối lỗi người ta. Rồi đến bây giờ có gặp chủ nghe. Tại vì là chuyện gì qua trung gian, chồng chị đi qua trung gian, thành ra là phải trả qua cò. Còn nó nắm mà. Mình trực tiếp với chủ ghe thì nó dễ hơn. Thằng này mình không biết chủ ghe. Đi qua còn mới biết chủ ghe sao anh Hồ. Cái câu chuyện này thật sự ra thì nó diễn ra với những người khó khăn đường cùng á. Khó khăn quá rồi mắc lừa cò. Cho nên là bây giờ á, để mà cảnh tỉnh cho những người mà lỡ mà có ý định đi như vậy á, thì chị hãy kể rõ chung... chị kể rõ lại là lần đầu tiên gặp những người nào, họ giao dịch lần sau rồi mình mới lái chứ. Đừng không tự nhiên ở Kiên Giang lên mình lên tuốt Bình Đại Bến Tre để đi. Anh đó là anh có vợ ở Bến Tre.
nhưng mà xứ anh là ở thứ ba An Biên. Ảnh có quen người đi ghe ở Bến Tre đó, là người cò đưa xuống. Ảnh nói là ảnh đưa xuống quen biết này kia đó, ăn cò thì 500 ngàn thôi, nhưng mà khi đi tới đó thì ăn cò thấy 1 triệu. Rồi ở nhà cổ thì có 2 ngày thôi, cũng lấy 1 triệu tiền nhà. Rồi tiền phí thì em nghĩ chắc cỡ 2 triệu thôi, không có tới 3 triệu rưỡi dữ gì đâu. Lấy 3 triệu rưỡi tiền phí nữa là tiền em về chỉ còn 10 triệu mấy trăm. Mà tiền ứng số tiền đủ là 25 triệu. Nhưng mà chị quen với chị đó hay sao? Là hai vợ chồng em là quen cái anh mẹ ở thứ ba. Ở thứ ba bên này nè, xã An Biên. Là bên chồng em á, là quen cái anh đó, mà cái anh đó là quen cái cô cò. Nhưng mà anh nói là anh quen cái chủ ghe, nhưng mà thực tế là đi tới chỗ là cò. Như vậy là mình phải trả 2 lần lượt cò đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ thì cái số tiền 25 triệu mà chia ra 2 người cò nữa thì còn lại bao nhiêu thì đúng. Nhưng mà cò đã thực hết của em là 5 triệu. Tức là chị nói là ứng 20 triệu thôi. Nhưng mà em trực tiếp với chủ ghe thì chủ ghe nói ứng 25 triệu. Ứng ra 25 triệu là. Thật ra là chủ ghe vẫn là nạn nhân thôi. Chủ ghe không biết gì hết. Chủ ghe họ cũng chỉ có nhu cầu là kiếm bạn để đi ghe. Tại vì chủ ghe bây giờ là không có kiếm bạn mà không có cò. Tại vì nếu như bạn trốn á, thì nắm cò. Nhưng mà mình xuống đi xin ơn thì không có được. Vậy thì anh về á, bây giờ em cảm giác anh nói chuyện cũng không có rành rọt. Thì mùa nắng hay là bình thường thì chị nói anh đi quẩn quẩn. Vậy thì anh có chị có ý định là cho anh làm công việc gì mới không? Như em định đi bán rau đồ tươi rồi đó. Em đặt xe rồi, là đi bán hai vợ chồng luôn để em kiểm soát được ảnh. Rồi ảnh có nằm mơ hay là có còn những cái ước mà kinh hoàng ở chuyến biển gì không? Từ lúc có cái lúc mà mới về á thì có, còn lúc sau này thì mình bớt rồi không có thấy nữa. Lúc mới về thì đập gạt rồi nói chung là quậy lắm luôn. Lúc sau này uống thuốc á, uống thuốc thì đỡ, còn không uống thuốc thì sợ cũng y chang rồi cái cũ. Thành ra là phải uống thuốc, bác sĩ nó phải uống thuốc hàng ngày. Em chị cũng thông qua video này, ai mà muốn đi ghe là phải tìm hiểu cho rõ ràng hả đi, chứ mà đi mình lỡ mình đi một cái là mình khổ lắm. Vợ con ở nhà không có tiền, rồi mình đi mình bị lừa nữa. Là mất tiền là mất tiền, mất là tặc mang nữa, mang cả đà luôn. Mình phải tìm hiểu cho rõ, tốt nhất là mình hãy trực tiếp với chủ ghe thì nó tốt hơn. Hy vọng là cái lời khuyên của chị á để nhiều người cảnh tỉnh hơn. Dạ. Nhưng mà cò bây giờ thì em thấy là hình như nó có hai dạng, thứ nhất là quen sao thông qua trung gian quen, và thứ hai nữa là đứng ở những cái bến xe để mà tìm những người mà họ cần việc, để mà cần tiền. Có người là bị bán luôn là chỉ mua phí không à. Em có người em bà con bị bán luôn. Bán luôn là sao, chưa hiểu cái hình thức đó. Giống như là đi xuống là chỉ là mua phí cho đi rồi xô xuống thôi, là tới 2 tháng mấy hoặc 3 tháng lên xong cái nhốt rồi cái tới ngày đi cái đẩy xuống nữa, là gia đình không biết. Có nghĩa là có một cái tình trạng đó là cái người thanh niên đó là bị bắt luôn, bắt xuống ghe luôn, lên là, rồi làm xong rồi nhốt lại. Kiên Giang mình đó, là ghe ở Kiên Giang. Bây giờ chị con giữ liên lạc gia đình không, người đó? Gia đình người đó thì ở ngoài chỗ cái đường tổng quản rồi xa đó, bà con với em. Bà con. Nhưng mà rồi về chưa? Về rồi, đi lên Bình Dương bằng hết rồi. Đó là đợt đó là bị bán, bị cò nó bán là không có 1 ngàn nào hết.